linh hồn của người hôm nay sẽ thuộc về ta. Cha ga, đúng là mỹ nhân cứu anh hùng. Hóa ra người là cha ga, nhưng với sức mạnh bên ngoài của ta, không là gì cả. Nhiều chuyện đâu mày. Ê, rút cha ra. Nhỏ này quá mạnh đó. Không được đi nào. Cơ thể bây giờ của ta là bất tử. Nếu người không tin, cứ thử xem dùng hết sức của người. Còn bây giờ tới lúc ta, nếu có linh hồn của chàng ra, ta sẽ trở thành về bố. Nếu muốn chết chung, ta sẽ cho hai đứa mày tội nguyện. Đã hết tập này rồi, các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để đón xem tập tiếp theo nha. Nhớ ủng hộ team tại shop áo thế vũ.com. Cảm ơn các bạn rất nhiều.